Mà tôi cũng xin nói tiếp á, ngày xưa đó, vào thế kỷ thứ 13 đó, quân Nguyên Mông á là quân hùng mạnh nhất mà cả nước châu Âu á, mà nó cũng phải đè bẹp huống chi là nước Việt Nam mình. Nhưng mà cái thuộc đánh giặc của vua Trần Nhân Tông đó, đánh bằng cái cách mà như thế nào mà, nhưng mà cái chế độ quân nhà Trần của Việt Nam á, thì nó rất nhỏ. Nhưng mà ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta đều bị quân dân nhà Trần đánh thả bại. Thì đây là cái tức binh thư rất tuyệt vời của nhà Trần. Nội dung cuốn Trần Nhân Tông này thì một là dạy con cách chữa nước, hai là tuyển người vào công quyền nhà làm việc cho nhà nước, ba là dạy cái tín ngưỡng của nhân dân rất đặc biệt. Vì thế mà thời của vua nhà Trần thì tín ngưỡng hoàn toàn không có, tín ngưỡng gọi là mê tín gì đó không có. Nó cái đặc biệt của chỗ này nè, mà vua Trần Nhân Tông là vị mà kêu bằng được xếp vào tổ thứ 34 của Thiền Tông, ông mới chấp nhận là giải đáp tất cả những gì mà các vị thời đó hỏi về cái pháp môn Thiền Tông này. Tôi thấy rất hay nên tôi mới sưu tầm và tôi biên soạn lại viết cái quyển là Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con giữ nước cũng như tín ngưỡng. Tấm gương của Trần Nhân Tông để lại cho dân tộc Việt Nam đó, có những cái bài học rất quý giá. Nào là cách dạy con giữ nước, rồi dạy con về tín ngưỡng, dạy con về cách đánh giặc ngoại xâm, và đồng thời là dạy con về vấn đề mà thu nhận người vào bên trong bộ máy công quyền rất đặc biệt. Đây là cái Trần Nhân Tông để lại cho dân tộc Việt Nam ta có những cái tài liệu này. Nhưng mà cả cái hệ thống mà cả cái các vua các triều đại trước đó, không ai để lại cái này. Duy nhất chỉ có vua Trần Nhân Tông để lại. Và chúng tôi sưu tầm biết được đây là cái bằng gọi là quốc bảo của quốc gia Việt Nam chứ không phải ít.